Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, bản lĩnh, kỷ cương phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của đại hội mở ra một nhiệm kỳ với nhiều mục tiêu, đột phá mới, là cơ sở quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, lãnh đạo quân chủng thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, nắm chắc tình hình, xử trí thắng lợi các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, chuẩn bị chu đáo về tư tưởng, lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển, làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân ở vùng biển xa bờ. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm hậu cần kỹ thuật của quân chủng hải quân có nhiều đổi mới sáng tạo, hoạt động đối ngoại hải quân thực hiện chủ động, hiệu quả, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ được nâng lên, trận địa tư tưởng của đảng trong quân chủng được giữ vững, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ quân chủng lần thứ 12 đề ra đều thực hiện đạt và vượt, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Đại hội đại biểu Đảng bộ quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 là một sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ chiến sĩ toàn quân chủng. Đây là một trong những mốc son trong 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Bất luận trường hợp nào thì cán bộ chiến sĩ quân chủng cũng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xác định chủ đề, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ 13 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 12, làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng bộ Quân chủng Hải quân tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sau: tập trung lãnh đạo xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thành công của đại hội là khẳng định trách nhiệm chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Sau đại hội, đảng ủy nhiệm kỳ mới cần kịp thời bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, các mặt công tác trọng tâm, xây dựng chương trình hành động toàn khóa và phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ để sớm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, tạo sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, vững chắc, bảo đảm cho quân chủng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quân chủng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Dưới sự chủ trì của đoàn chủ tịch, các đại biểu dự đại hội tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy quân chủng, dự thảo báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 trình Đại hội 13 của Đảng. Các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này là kết quả từ quá trình nghiên cứu, tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn tình hình đất nước, quân đội, quân chủng, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động trong quân chủng. Là một đại biểu trẻ tham gia đại hội, tôi cảm thấy là vô cùng vinh dự, phấn khởi và rất tự hào để mà phát huy cái tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Đối với tôi sẽ luôn quán triệt cái quy định tại đại hội cũng như là lĩnh hội những cái tinh hoa của nghị quyết đại hội và sẽ làm tốt cái công tác tuyên truyền trong thời gian sắp tới. Đối với lại bản thân tôi rất kỳ vọng ở đại hội lần này sẽ đề ra được những chủ trương, chính sách cũng như là giải pháp để lãnh đạo quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà nhà nước
Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao cho. Tại đại hội, 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị, nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ quân chủng lần thứ 13. Sau đại hội cấp ủy, chỉ huy các cấp sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nghị quyết và khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn hoạt động của mỗi cơ quan đơn vị. Quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ quân chủng, Đảng ủy chỉ huy đoàn chúng tôi xác định tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị, nghị quyết của trên về xây dựng nền nếp chính quy, về quản lý, rèn luyện kỷ luật là cái nội dung căn cốt, xuyên suốt, là nền tảng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, đại hội đã bầu ra 20 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 27 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, đảm bảo tiêu chuẩn và số phiếu tín nhiệm cao.